Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với kênh thì vườn của chị Lan có lên Zalo một số cây mai giống mai ghép giống show mình lại bên vườn ha. Hôm nay thì vườn bán cũng giá cũng hữu nghị ha. Mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của chị Lan nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào clip luôn. Để gặp luôn chị Lan để chị Lan chào giới thiệu với Zalo luôn nha. Rồi em chào chị Lan nha. Rồi em chào bạn ha. Rồi em cũng chào cô chú anh chị hít mây vàng cả nước ạ. À. Rồi hôm nay em cũng tiếp tục tới là kênh Zalo của chú anh chị mình lô xi bông bình lợi ha, dán lông với dán tật ha. Rồi. Rồi hôm nay mã số đầu tiên là mã số 45A nói tiếp chút trước ha. Rồi. 45A số bình lợi. Bình lợi. Cái này bo vàng ngon lành nha cô chú anh chị ha. Có đế nữa ha. Vô da lương hết trơn. Đế quá đã luôn cô chú anh chị ha, dán trực nha cô chú anh chị ha. Hoành em ra điểm này là được 25,5 ha. Rồi. Củ nạc là được 55. Cái này bo vàng nha cô chú anh chị ha. Cao là 75. Ghép liền được nha. Ngang là 65. Rồi cái này giá chỉ 1.500.000 cô chú anh chị mày. 1.500.000 bao xếp ha. Dạ. Rồi, đỡ cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 46A. Cũng vẫn là siêu bông lợi hết cô chú anh chị mình. Rồi cây dán lông nha cô chú anh chị. Thằng to lát dán lông rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Ngồi lên kìa. Tàn đều nha cô chú anh chị ha. Quanh em đo điểm này là 24 ha. Rồi. Cái củ nạc nó được 38. Cao nó được 75. Ngang nó được 63. Rồi cây này giá chỉ 1.600.000 bao ship ha. Rồi 1.600.000 ha. Quá đẹp, đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 47 nha. Rồi. Cũng vẫn là siêu bông bình lợi luôn. Hàng này là em sẽ bao ship bỏ chậu đóng khung gỗ của cô chú anh chị mình ha. Rồi. Thân co lắc quá đã luôn cô chú anh chị ha. Tàn xung xê luôn. Quanh em đo điểm này là 25,5 ha. Rồi. Cũng tổng tổng là được 52. Cao là 69. Ngang được 60. Rồi cây này cũng dẫn 1.600.000 ha cô chú anh chị mình. Rồi. 1.600.000 ha. Rồi tiếp theo cây mã số 48A. Cũng vẫn là siêu bông bình lợi luôn. Rồi. Đẹp ghê. Rồi, không xấu luôn ha. Củ đế có luôn. Còn em ra điểm này 25 ha. Rồi. Cũng là được 40. Cao 60. Ngang 63. Rồi giá cũng vẫn là 1.600.000 luôn ha cô chú anh chị mình. Rồi, mình đỡ cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 49A. Cũng vẫn siêu bông bình lợi luôn. Cái này tàn quá trời luôn cô chú anh chị ha. Này đế nhiều bo lắm nha cô chú anh chị. Bo siêu già luôn nha. Cái đế rồi. Có đế luôn, nguyên cũ. Rồi thông số luôn nha chị ha. Hoành 25. Rồi. Cao 80. Ngang 65. Rồi, rồi cây này 1.700.000 thôi cô chú anh chị mình. Rồi 1.700.000 ha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 50A. Rồi. Cũng vẫn là siêu bông bình lợi luôn. Rồi cây này tàn xum cực kỳ luôn cô chú anh chị ha. Cái này, mấy cái này gì mình do sữa bonsai rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Còn em đo điểm này 22 ha. Rồi. Đây có cái lõi này mà khô rồi nha cô chú anh chị ha. Cao 73. Không có vấn đề gì ảnh hưởng ha. Cây đi rất là sung. Ngang 77. Rồi cây này giá cũng vẫn là 1.600.000 rồi ha cô chú anh chị mình. Rồi 1.600.000 ha. Đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 51A. Cũng rồi. Vẫn là siêu bông bình lợi luôn. Cái này cái tàn đều nha cô chú anh chị ha. Thân co lắc rất là quái luôn. Cái này đẹp nha. Đều tàn cô chú anh chị ha. Mà mấy cái bo ghép nó rất là mạnh luôn cô chú anh chị ha. Bung tàn đều gan luôn nè. Bung tược đều gan luôn á. Rồi thông số luôn ha chị. Hoành 23. Cao 68. Ngang 70. Rồi cây này giá 1.700.000 ha cô chú anh chị nè. Rồi 1.700.000 bao ship ha. Dạ. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cây mã số 52A. Rồi. Vẫn là một cây siêu bông bình lợi ha cô chú anh chị nè. Cây này thì cái thân nó bị lũa ha. Bị lũa thân ở đây nè cô chú anh chị. Nhưng mình đang kéo da nè cô chú anh chị ha. Nè. Đế thì kéo mũ nè. Hả? Đó. Rồi. Bác ơi. Cây bo già nha cô chú anh chị ha. Bo lên cho lương hết rồi. Rồi. Thông số luôn nha chị. Cây này em sẽ bán em lấy giá rẻ cho cô chú anh chị mình ha. Hoành là 28,5. Rồi. Cao là 70. Ngang là 69. Rồi cây này chỉ 1.200.000 ha cô chú anh chị mình. Rồi 1.200.000 đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 53A. Cũng vẫn là siêu bông bình lợi luôn ạ.
Cây này dán từ cái củ đế quá tí luôn ha. Rồi. Cái này đi đọt rồi đó, xong nha cô chứ anh chị. Cái này mới kìm dây cơ hơi cho nó cứng bò hết nha. Rồi, có củ đế luôn ha. Rồi, thông số luôn hả chị? Quanh em đo điểm này là được 27 ha. Cục đế được 47. Rồi. Cao được 80, ngang được 65. Rồi cây này giá là 1.600.000 hết của chú anh chị mà. Rồi cái này cũng là cái cuối clip của em ngày hôm nay ha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Rồi em xin chào gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Lan cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip ngày hôm nay ha. Và đã ủng hộ cho chị Lan trong những clip trước. Rất mong clip này cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Lan nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.